Mắm mực nguyên chất sau khi pha chế có thể ăn kèm với cháo trắng, rau sống, thịt luộc hay với bún tươi, thịt luộc, rau sống. Ngon nhất vẫn là cơm nóng kèm miếng cơm cháy như này sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Bánh tráng cuốn rau thịt, mắm mực cũng rất hợp vị đấy ạ. Rồi mực nó ghê ạ. Xoài cái hộp ghê á, tự có miếng cơm chế ngon quá. Ớt ăn luôn. Người này người kia luôn á. Ngon chứ, thơm nếu ăn mực lại. Wow. Ớt của bạn ngon lắm. Quá ngon. Ngon vậy á. Đâu rồi? Cơm chế ngon vậy. Miếng cơm chế chị ngon quá chị. Món gì ngon nhất luôn á. Đâu ạ? Ủa ơi. Ai ớt. Ngon. Ủa, cái ớt có thơm mùi thịt bò kìa. Ngon vậy. Bò. Trời ngon quá. Tao bụng anh ngon không? Làm sao nó bụng ra ăn đã. Ăn hết rồi, nước con chế cũng thèm. Con chế ngon ghê luôn. Nó bỏ tiền cao. Nó ớt có hơn mùi thịt bò nè. Thử lắm. Phải không? Ớt nào mà của hành tây thịt bò á.